Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay là ngày thứ 9 mọi người. Ngày thứ 9 thì xe mình đã từ Trung Quốc trở về Việt Nam rồi mọi người. Sau khi mà giao hàng xong thì clip này mình quay vào khoảng 4-5 hôm trước. Hôm nay mình rảnh mình mới edit clip lại nha mọi người. Thì hôm đó thì sau khi mình xe mình về rồi á, qua hôm sau thì Trung Quốc nó gọi là đóng biên mọi người, để họ test lại, test Covid những cái tài xế mà chạy hàng tăng bo, chạy xe tăng bo, nghĩa là họ chạy những cái xe này sang bên Trung Quốc giao đó, test Covid lại hết những tài xế tăng bo, nên phải đóng thông quan khoảng tầm 2 ngày 3 ngày gì đó. Thì trong buổi sáng mà trong clip mà các bạn thấy đó, là họ đầu ngày đầu tiên cấm biên thì lượng xe mà họ tập trung lại ở bãi Tân Thanh này rất là nhiều các bạn. Thì sau khoảng mình nghĩ khoảng 2 ngày mà cấm biên như thế này thì gọi là Tân Thanh là thất thủ luôn, gọi là kẹt xe rất là nhiều xe luôn. Thì những cái chủ hàng mà họ biết bên Tân Thanh đóng biên đó, họ sẽ đưa những cái xe mà qua Tân Thanh này đi qua bên Lào Cai, thì bên Lào Cai thì bảo đảm là xe cũng rất là đông nha mọi người. Thì ở đầu ngõ của cái bãi Tân Thanh này, khi mà những cái xe vào các bạn đều được đo thân nhiệt hết. Họ làm một cái lều trại, làm kêu là làm cái chốt giả chiến đó, họ kiểm tra y tế các tài xế mà đi vào trong bãi, kiểm tra hết test, rồi là họ kiểm tra thân nhiệt, họ người có biểu hiện mà nghi bị Covid hay không nha mọi người. Thì đối với xe không có hàng các bạn, khi mà vào trong bãi này đổ thì mình họ tính một ngày chỉ có 100.000 thôi, nhưng mà xe mà hoa quả thanh long mà vô trong bãi này thì họ tính là 400.000 một ngày luôn. Thì đối với xe không thì nó rẻ rất là nhiều luôn. Thì đa số ở đây họ đổ lại tại bãi này là thường thường là họ đợi bốc hàng, đợi xe tông bo ở bên Trung Quốc nó bốc hàng về rồi bây giờ là sang xe, là họ mới ở đậu bãi này thôi. Thì xe mình thì đổ tại đây là cũng tính là bốc hàng đó, nhưng bởi vì là ngày đó nó cấm biên mà các bạn, hàng không có về được nên đành phải đi kiếm hàng khác, nên bây giờ là bắt đầu chạy xuống Hà Nội để bốc hàng khác đi về nha mọi người. Rồi rồi rồi.